Hello, thân chào toàn thể các anh em nghệ nhân, chào toàn thể những người yêu thích chim chích trượt than trên toàn quốc. Hôm nay, sau một số ngày bận bịu, không có thời gian đi tuyển chim, cũng như là không có thời gian làm video, thì ngày hôm nay mình mới tranh thủ được một chút ít thời gian quay một em trượt than mộc dở đã được hơn 3 tháng lồng. Đây là một em trượt than bộ cực to, cực khủng, đầu bằng, phù hợp với những anh em thích chơi trượt than chiến, thích chơi trượt than chiến, trượt than chọi. Đấy, một khi mà anh em đã thích chơi trượt than chọi mà không bắt em này về gột thì đúng là quả là thật lãng phí. Đấy, xin mời anh em chú ý quan sát thái độ, điệu bộ của em đó. Có thể mình có thể nói là một em trượt than cực to, cực khủng. Có thể dùng từ là bộ cực to, cực khủng. Anh em nhé, bộ cực to, cực khủng. Dáng cao cầu, chân to, đứng trên cầu nhìn tư thế hai chân chõi ra chích chưa về, nhìn rất chắc chắn. Cổ to, đầu to, mỏ, chân mỏ cực to, nhưng mỏ dưới lại cực mỏng. Anh em nhắc đầu bằng, mắt đóng cao đấy, anh em có thể nhìn. Đầu bằng, mắt đóng cao. Một em trẻ than, phải nói là hiếm có em nào bộ cực to, cực khủng như thế này. Anh em nào mà chơi trẻ than chiến thì không thể bỏ qua một chiến binh bộ khủng đầu bằng như em này được. Đấy, bộ hùng đầu bằng, đuôi là cũng khá to anh em nhé, đuôi là cũng khá to. Anh em có thể quan sát để đánh giá về chú chim này. Chắc chắn là với những anh em là thích chim bộ to, bộ khủng thì đây quả là một chiến binh đáp ứng được tất cả các yêu cầu của những anh em yêu thích chim bộ to, bộ khủng. Các anh em nhìn thấy đầu bằng, gốc mỏ cực to, miệng cực rộng, nhưng mỏ dưới thì lại cực mỏng. Đấy, anh em có thể quan sát một em trượt than rất nhanh chim. Đấy, anh em quan sát rất nhanh chim, miệng mỏ dưới cực mỏng, miệng to, đầu bằng, chân to. Đấy, một em chim chiến thì đúng là một em chim chiến. Anh em chơi chim chiến, chơi thích bộ to bộ khủng thì không thể bỏ qua em này. Và mình xin nhắc lại là em than này đã được hơn 3 tháng đồng. Hơn 3 tháng đồng. Và nó cũng đã ở được nhà mình hơn 1 tuần nay rồi, gần 2 tuần nay rồi. Đấy, em nó thì thỉnh thoảng mình cũng nghe thấy tiếng em nó khè rít, thì nó khè rít. Còn em này thì đã hót hay chưa thì mình cũng xin nói thật với anh em là mình chưa từng nghe thấy em này hót. Bởi vì đấy, mình nuôi trong lồng cốp, nuôi trong lồng cốp, và cái thời gian vừa rồi khoảng hơn 1 tuần nay là mình rất là bận, cho nên là không có thời gian chăm sóc em nó nhiều. Thỉnh thoảng tới đổ cho em nó một chút cám, cho thêm nước. Và một ngày thì mình cũng cố gắng cho em nó ăn được khoảng 3 con dế, hay là một lần đổ khoảng gần chục con sâu quy. Đấy, cám thì mình cho em ăn, đang cho em nó ăn cám ba vì anh em nhé. Cám ba vì. Thời tiết ở khu vực mình mấy anh em là cực nóng. Thời tiết là toàn 32 độ. Toàn 32 độ, trời nắng suốt cả ngày. Thế và theo dự báo thời tiết thì 32 độ, nhưng thực tế cảm giác như 42 độ. Mình xin nhắc lại là một em than bộ to, bộ khủng, đầu bằng, mỏ mỏng. À, phí bảo tồn của em nó là 700k. Nếu anh em nhất trí thì nhấc máy lên alo cho mình. Anh em kết thì nhấc máy lên alo cho mình. Và cũng
Xin được lưu ý tất cả những anh em mà mới ghé thăm kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn xem video và cho mình xin một like và ấn đăng ký kênh để đón xem những em chè than mới, chè lửa mới trên kênh của mình. Xin được chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.